Em Linh của Thảo Nguyên xin tiếp tục báo cáo cho các anh ạ. Báo cáo cho anh Công. Vẫn chưa biết là con gì. À con chép, em nhìn thấy cái đuôi rồi. Con này là con thứ ba của anh Công rồi, nếu mà lên vào thành công. Nó mà bong gì? Cần con vuốt luôn ạ. À con này con chép cũ. Đã lên bờ thành công rồi ạ. Làm gì được anh, con đấy chắc là 4 cân. 4 cân con này á? Đúng rồi. 4 5 cân, 4 cân. Con này 4 cân thôi. Con này. Đúng rồi anh ạ, con chép đấy anh Sơn Sơn. Ui giời, ăn tận mãi bên trong sâu họng rồi. Con này to lấy cái. Lấy cái con que này, con này có vợ ấy phải tầm 5 cân. 5 cân cần hết rồi. Siêu to khủng lồ. Lấy cái que đi không ạ? Nó ăn sâu thế này thì đáng chắc đi câu phải cho có cái kìm con chép mới. Thò vào. Đấy. À. Đấy. Lắm. Đây. Thái giữ giữ lại cái điện thoại. Các anh nóng quá nên là cởi cởi áo anh ạ. Giờ mà có điều hoa thì câu rồi. Sâu quá hả anh? Sâu quá. Ô xi men phong. Con chăm mới này coi. Chết bà giờ. Dậy kinh quá. Úi giời chết tổ nữa giờ. Cái rõ đâu? Khoảng 40 độ thôi anh Hoan Nguyệt ạ. Siêu to luôn. Đây là con chép thứ 3 của anh Công rồi. Siêu to luôn. Vãi trưởng luôn. Ăn thôi. Anh được hạt một xô rô phi này á. Tối về giá đấy anh ạ. Cứ nhớ cái giọng Linh là sao. Anh nhớ giọng em ạ. Em chào anh Hoan Nguyệt. Em chào anh Lê Xuân Duy. Ok. Em chào anh Nguyễn Trung.